Những hình ảnh rò rỉ về trò chơi bóng đá nổi tiếng EA Sports FC 24 cho thấy chỉ số của Ronaldo đã bị kéo tụt đến mức thấp nhất trong lịch sử. Nhà phát hành EA Sports mới đây xác nhận các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út sẽ có đầy đủ anh tài trong phiên bản trò chơi phát hành tháng 9 tới. Al Nassr sẽ có Cristiano Ronaldo, Al Ittihad có Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Al Etifat có Jordan Henderson. Phiên bản mới nhất của EA Sports FC 24 sẽ cập nhật đầy đủ diễn biến kỳ chuyển nhượng hè năm nay để tạo hứng thú tối đa cho người chơi. Tuy nhiên, các fan của Ronaldo khó tránh khỏi buồn lòng khi mà ngôi sao Bồ Đào Nha bị hạ thấp chưa từng có. Theo những hình ảnh rò rỉ trên Twitter thì chỉ số tổng của Ronaldo chỉ còn 83, thấp nhất trong lịch sử game mô phỏng bóng đá FIFA. Trong đó, chỉ số tốc độ vốn là điểm mạnh của Ronaldo trong quá khứ, giờ chỉ còn 74. Chỉ số chuyền bóng cũng bị rớt xuống còn 77, thể lực còn 72 và phòng ngự còn 34. Nhìn những thông số này thì chủ nhân của 5 danh hiệu quả bóng vàng chẳng khác nào một cầu thủ trung bình trong game. EA Sports FC 24 là phiên bản mới nhất của EA Sports FIFA, trò chơi nổi tiếng đã tồn tại suốt 3 thập kỷ qua. Nhưng sau cuộc đàm phán đổ vỡ giữa EA Sports và FIFA năm 2021, trò chơi mô phỏng bóng đá được yêu thích trên toàn cầu sẽ không còn được gắn tên FIFA. Dù vậy, EA Sports FC 24 vẫn có bản quyền của các cầu thủ và câu lạc bộ. Qua đó, người chơi có thể tiếp cận 19.000 cầu thủ, 700 đội bóng và 30 giải đấu hàng đầu. Lần đầu tiên đưa các nữ cầu thủ tiến vào Ultimate Team. Lần đầu tiên trong lịch sử của loạt game EA Sports FC, cả nam cầu thủ và nữ cầu thủ sẽ cùng nhau ra sân. EA Sports đã tiết lộ một loạt các chi tiết mới cho EA Sports FC 24, trò chơi đầu tiên được phát hành dưới tên gọi mới của thương hiệu bóng đá lâu năm. Ngoài biệt danh mới, người chơi cũng sẽ được trải nghiệm các chế độ yêu thích theo nhiều khách mới với sự xuất hiện của các nữ cầu thủ trong Ultimate Team. Trong buổi phát trực tiếp tiết lộ chính thức của EA Sports FC 24, người dẫn chương trình đã xác nhận người chơi có thể sẽ xây dựng đội bóng với các ngôi sao bóng đá nam và nữ, cả những cầu thủ đương nhiệm và cựu cầu thủ đứng trên sân cùng một lúc. Buổi phát trực tiếp cũng giới thiệu các cải tiến kỹ thuật của EA Sports FC 24, bao gồm công nghệ HyperMotion về mới, sử dụng dữ liệu từ 180 đội bóng để đưa các chuyển động ngoài đời vào trong trò chơi một cách chân thực nhất. Đáng chú ý, phiên bản Nintendo Switch sẽ chạy trên cùng công nghệ Frostbite như các nền tảng khác, trái ngược với phiên bản cũ từ những năm trước. EA Sports FC 24 sẽ có hơn 700 đội bóng từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các đội từ giải Ngoại hạng Anh, Bundesliga của Đức, Serie A của Ý và La Liga của Tây Ban Nha. Buổi phát trực tiếp cũng xác nhận thỏa thuận mới giữa EA Sports và UEFA. Theo đó, người chơi có thể tham dự Champions League, Women's Champions League, Europa League và Super Cup. EA Sports FC 24 sẽ phát hành vào ngày 29 tháng 9 tới trên Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch và PC. Người chơi mua phiên bản Ultimate sẽ có quyền truy cập sớm từ ngày 22 tháng 9. Công bố những cầu thủ mùa Heroes vào năm sau. Từ lâu, mùa thẻ Heroes luôn là một trong những mùa thẻ khiến nhiều người chơi bất ngờ và được săn đón trong FIFA. Bởi nó không chỉ là mùa thẻ nhằm tôn vinh những khoảnh khắc hóa người hùng của nhiều cầu thủ, mà còn đánh dấu sự trở lại của hàng loạt danh thủ đã bị mất bản quyền từ lâu. Trong FIFA Online 4, các mùa Heroes cũng không phải là ngoại lệ. Thông thường, mùa Heroes sẽ đánh dấu màn debut hoặc comeback của cầu thủ đó trong game, chẳng hạn như là Jurgen Kohler, Rafael Marquez. Vì vậy, những cầu thủ mùa Heroes tiếp theo sẽ là những cái tên được quan tâm hơn cả. Như vậy, ngoại trừ cầu thủ nữ như là Alex Scott, rất có thể 18 cầu thủ nam còn lại sẽ là những cái tên tiếp theo xuất hiện trong mùa thẻ 24 Heroes của FIFA Online 4, tương tự như trường hợp trước đó là 23 Heroes và 22 Heroes. Trong danh sách này, có lẽ cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất sẽ là Wesley Sneijder, Tomáš Rosický và đặc biệt là Tevez. Với việc những team color như là Inter, Arsenal, đặc biệt là Manchester United đang dần được tin dùng trở lại, những Heroes này hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung cho những team color đã mạnh nay còn mạnh hơn. Ngoài ra, đội trưởng huyền thoại của Manchester City, kiêm huấn luyện viên trưởng Burnley, Vincent Kompany cũng sẽ xuất hiện trong thẻ Heroes của EA Sports FC. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.